Một số chuyện đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng, mà gần được thì có nghĩa là chưa được. Cuộc họp nào mà dễ như căng thẳng á là sẽ xưng đồng chí và tôi liền. Đồng chí muốn gì? Đồng chí muốn lấy vợ chưa? Dạ rất muốn rồi chị. Em tên là Trần Quốc Toan, năm nay em 28 tuổi. Cái gì Toan hả? Dạ. Toan 28 tuổi. Dạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là một kỹ sư hóa học và em đang làm việc tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Hiểu My, năm nay là 27 tuổi và đang và làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Công việc nghề nghiệp của em là em làm ở Ủy ban Nhân dân xã, phụ trách bên mảng xóa đói giảm nghèo ạ. Mảng dạ. Mệt lắm đó nha. Dạ. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm chính của em đó là em rất là hiền lành, sống một cách chân thật, không có rượu bia, thuốc lá gì hết á. Và đặc biệt là em là một người đàn ông sống vì gia đình. Còn cái khuyết điểm chính của em thì em nghĩ là có thể là em hơi khó tính một chút xíu, bởi vì là em vốn là dân kỹ thuật nên là đôi khi là một số chuyện đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng, mà gần được thì có nghĩa là chưa được, nên là đôi khi là với một số chuyện em hơi yêu cầu nó phải cao một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm yếu của em thì nhiều, mình nhiều lắm. Em hơi khó tính và khó chịu. Cái tính em là hơi nóng. Nhiều khi trong cuộc họp cô quen á thì là do là cuộc họp nào á bình thường á thì là mình thân thiết á mình sẽ xưng là chú cháu, còn mà cuộc họp nào mà dễ như căng thẳng á là sẽ xưng đồng chí và tôi liền. Em cũng cảm giác như là em là hơi phần nóng tính, còn nữa là em là chắc tính này chắc không chàng trai nào thích đâu nhỉ. Em có hơi lười một tí về công việc nhà đó, là dạng như là em ngoài công việc ở xã là thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật em sẽ làm nhân viên cách ly ở sân golf Đồng Nai luôn ạ. Nhiều khi mà nhân viên đó là làm gì cũng dạ là dạng như là phục vụ người chơi golf thôi ạ. Dạ là công việc đó hơi nhiều quá rồi. Về nhà là mệt không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi chị. Em đang sống với ai? Dạ em đang sống với gia đình nè, ba mẹ. Là có ba mẹ lo gì đúng không? Dạ mai mốt mà sống không có ba mẹ thì phải làm chứ giờ ai làm? Dạ chắc vậy chị, nhờ chồng làm phụ nữa chị. Hai chồng cùng phụ nhau làm ha. Dạ em nghĩ là vậy, như mối tình không biết là thích có gọi là mối tình hay không à, chứ vậy như là tình theo á thì mình chạy, nhưng mà tình chạy á thì mình lại theo. Vậy như hồi trước là em có một vấn đề như thế à. Vậy lần này là phải rút kinh nghiệm nha. Dạ đúng rồi, giờ thấy là được là phải nắm bắt, nắm liền bắt luôn chị, không bỏ qua cơ hội đến. Đúng dạ. Rồi cơ hội không đến nhiều lần như vậy là cũng coi như là chưa có mối tình nào hết. Dạ, mới cái đó là dạng thêm một phía thôi. Dạ. Dạ. Vậy có biết hung chưa? Chưa hung lần nào. Chưa hung lần, lần nào luôn. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người bạn trai là cao 1m65 trở lên ạ. Và có thân hình là như là cảm giác là em to hơn em đi. Mặt thì dễ nhìn với lại phúc hậu ạ. Còn tính tình á thì em lại thích ảnh là có một tí chồng một tí. Dạ. Lúc nào là cần hoạt bát thì hoạt bát, lúc nào mà cần tĩnh lặng thì nên tĩnh lặng ạ. Em không thích ảnh người yêu của em là nhậu nhẹt ạ. Biết uống nhưng mà uống ở điểm nào đó dừng là thôi ạ, biết mình là cái sức của mình tới đó ạ. Với lại một phần là em không thích mùi thuốc lá, chắc còn nhiều đó là anh đủ mệt rồi đó. Là hỏi ảnh thử coi anh có biết nhậu nhẹt thuốc lá dạ, không? Anh biết nhậu không ạ? Không, anh không biết nhậu. Thuốc lá thì cũng từ nhỏ đến lớn là chưa hút điếu nào. Trời, em mừng quá. Mừng quá. Vậy là phải chụp liền nha em. Dạ. Rồi bên kia mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ mẫu người lý tưởng của em thì quan trọng nhất là tính tình hiền lành, biết sống vì mọi người, cũng là đối với trong gia đình thì phải hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới, vui vẻ năng động, đừng có nhút nhát rụt rè quá, mình nó làm mình trở nên nó dở lắm. Bên đây không dám rụt rè nhút nhát đâu, người ta họp chi bộ một cái hay gì cái là đồng chí muốn gì? Giỡn hả? Đồng chí muốn lấy vợ chưa? Dạ rất muốn rồi chị. Đã chuẩn bị sẵn sàng gì chưa? Dạ mọi thứ thì đã sẵn sàng rồi, chỉ cần tới thời điểm thích hợp là mình cưới thôi. Nãy giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghe cái giọng nói của bạn thì em nghĩ là bạn là một người rất dễ thương và có chút thép trong đó. Bóc dáng. Bóc dáng thì chắc có lẽ là cũng slim đó. Nghĩa là thon thả. Thon thả. Kỹ sư mà hay quá, giống thầy bói gì. Rồi, đến qua coi đàn gái sao nha. Xóa đói giảm nghèo hả? Dạ, con chào chú Huy Linh ạ. Con. Dạ. Nãy con nói sao mà vui vẻ kêu chú cháu rồi mà giận lên kêu đồng chí hả? Dạ, vậy như trong cuộc họp căng thẳng quá, mình bức xúc quá hả? Chú góp ý con, dạ. Thay mặt chi bộ góp ý con. Dạ. Là
đồng chí một từ hết sức thân thương. Dạ. Khi nào vui vẻ mình cũng có thể kêu đồng chí. Dạ. Gọi nhau đồng đừng chí. Đừng có nói nóng giận mình kêu đồng chí, ở đây là không được. Dạ. Con nghĩ sao nếu như mà chàng kỹ sư này cưới con xong về làm dâu luôn? Dạ, về vấn đề làm dâu thì con thì cũng làm dâu thì cũng được ạ. Nhưng mà con chỉ sợ về phía gia đình chồng thôi, có đối xử với mình như thế nào. Em con phận hơi nhát nhát. Con làm ăn số đó giống nghèo thì chú biết rằng là cái ban này rất là cực. Dạ. Mà sẵn sàng lao vào những nơi khó khăn nhất á. Dạ. Cái điều này rất là trân trọng, cái ban số đó giống nghèo của con á. Dạ, con cảm ơn chú. Chịu đàn gái rồi đó. Dạ. Kéo mà. Cũng có món quà cho gửi anh à. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. À. Dạ, anh cảm nhận em lần đầu tiên thế nào ạ? À? Đầu tiên thì nếu mà nói về cái nhìn đầu tiên thì em thấy em người rất là dễ thương. À, em cảm ơn ạ. Và nói chuyện thì rất là có duyên, theo đúng cái chất gọi là của cán bộ đó. Dạ. Thế anh có một câu hỏi hỏi em là, tất nhiên là em sẽ có mỗi người đàn ông lý tưởng của mình. Như vậy thì trong những cái phẩm chất mà của một người đàn ông lý tưởng của em á, thì em đánh giá phẩm chất nào là cao nhất và cần thiết đối với em? Dạ, em đánh giá bản chất cần nhất á là em thích là sự chung thủy. Ừ. Dạ, còn anh là nếu mà theo thì bên phụ nữ thì anh sẽ thích người phụ nữ như thế nào? Thì anh cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình nên anh cũng thích là người vợ của mình luôn, nên là một người phụ nữ của gia đình, tức là sống về gia đình và biết chăm lo cho gia đình của mình, hiền lành, đối xử tốt với mọi người như là được thôi. Em thì đến em á thì là lúc mưa lúc nắng, lúc thì hiền lắm, lúc thì em không biết sao mà dữ lắm, thì anh không biết là có như vậy có được không ạ? Có nghĩa là kiểu là lúc nhu lúc cương á hả? Dạ 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 đúng rồi. Thì dạ, lúc đúng nào rồi. Mà em cương thì anh nhu, còn lúc nào mà em nhu thì anh cương. Vậy thì tốt à. Thì vậy thì nó mới hợp với nhau được. Dạ. Nhau. Bây giờ hai bạn á nhìn thẳng vào mắt nhau, tiến lên, mình nắm tay nhau đi hai bạn. 30 giây thôi nha, nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận lại xem từ nãy giờ mình chia sẻ mình suy nghĩ như thế nào về đối phương, cảm xúc của mình như thế nào, rồi chúng ta quyết định mỗi người nói một câu rồi bấm nút. Nếu như em cảm thấy là mình có cái sự rung động thì anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Dạ. Cô gái đã làm ở ban xóa đói giảm nghèo đúng không? Dạ. Hôm nay hy vọng em sẽ xóa ế và giảm cô đơn. Dạ. Được không? Dạ. Nhớ dạ. Nha. Rồi, hết thời gian rồi hai bạn. Đặt chuẩn tay bị. Vào nút bấm và chuẩn bị đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Ít phút cũng đủ để các bạn trò chuyện và hiểu được nhau một phần nào. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đây là món quà đầu tiên, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đó để có không gian thật là lãng mạn để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hãy xin phép bà mẹ của bạn gái và hôn bạn gái. Đây là nụ hôn đầu tiên nhé. Xin phép bác cho con được hôn mình. Đó, bác cười gật đầu rồi không? Đây, gửi tặng hai bạn một bộ mỹ phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Skin Azek. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Bộ TX trên toàn quốc. Món quà này thì tương đối lớn đây. Đây là một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Bana TV 50 inch sẽ nằm trong ngôi nhà của bạn nếu như hai bạn kết hôn với nhau. Chúc hạnh phúc nha.